Gì nữa? Này là hoàng thượng thích đủ thứ nè. Xuống chết rồi. Bữa nay xuống chết rồi. Nghe bà. Hoàng thượng nữa. Hai hoàng thượng. Rồi. Cái gì kêu nè trời. Anh em. Chào mấy cái tay. Để cho hoàng thượng thích đủ thứ này mấy anh coi vậy. Quay mặt qua coi hoàng thượng thích đủ thứ. Quay đi, quay lại. Mặt mũi này như già đó. Thôi nhăn nhăn xương. Khoan con, khoan con, khoan con. Rồi bắt đầu chưa? Cái này sai đây. Xin có thêm cái ginger. Ăn nhầm phần. Hai chiếc gừng. Quay lên mặt cho anh kia thấy. Trên đó nó sẽ tìm coi á. Rồi. Em ăn cái nào anh chỉ xin lắm. Em. Cái này không có wasabi hả? Wasabi kìa. Thiệt. Đó là. Đó là. Đó là. Đó là. Quang quá, quang quá. Ngồi chơi. Nó là cắt mấy miếng. Còn mày muốn cái gì thì nói cho ba cắt cho. Cái này. Dạ hả? Huy nó chụp nó có cái mặt chưa để tao nó ăn cắp vô trên mạng nó dán vô nãy là ừ đó vậy đó. Cái là ăn sushi thật sự. Để tôi chỉnh lấy tay ra thôi nè. Mấy người ta quay trên trận á, ở biển em lên các bụng cắt miếng chơi tại chỗ rồi nhà còn máu em lên ngay tại cái bãi đánh luôn á, hai người á, sợ xí mì ra ăn vậy thôi, còn thống thôi. Sushi bao luôn. Cái sushi bao. Đó nào. Sống bao nhiêu nè. Đèn vàng hay phải cái phong nó vàng quá. Nó đẹp hơn ở ngoài nữa phải không? Cái phòng nó vàng á. Cái thiên.
Sao cũng được coi thì khỏe mắt lắm. Nó bự, mở túi. Còn đi đi xe hơi thì không nói gì, cho đi máy máy thì còn quá. Chờ anh chút em quay cái gì em để xuống anh quay cái gì cho xíu rồi em được em trời ơi bé hả em có nghe lộn không nghe bé em có nghe lộn bé có gì bé gì đó trời ơi bé của chị đó nhưng mà chị coi quá coi chừng tưởng là mình bé thiệt á cái này là gỏi cá mai phải không gỏi cá mai nhưng mà theo chị nghĩ đã tải ra cho thấy khoan cái thịt ở dưới ông muốn gì em kêu đi trời đồ đâu cỡ nắng em thấy hết hả ơi cá nó trộn với mấy này nè rau không à không có gì nữa ớt đâu được nó là nhiêu vậy cái cá mai này nó bán nhiêu tôi hỏi ra coi cá mai bán nhiêu rồi như là 300 mấy sao 125 hả thấy không 125.000 rồi bây giờ mà anh Thắng Kiều đó thử anh hả em Kiều đi em dở lên từ từ thôi được rồi nó cũng vậy thôi quá đi mua quà qua đi cho ngồi đây cho ngồi đây gì bé chơi cho anh hơi bệnh hơi dễ ăn đây là cá gì bò da cá bồi hả bò da bò da bò da cá bò da bò Phan chính là giới thiệu đại mà nói là anh em nướng gì ô trong đó vừa chả vừa nem á hên xui á có vừa nem vừa chả chung
Không. Này hỏi nem nướng Ninh Hòa vậy hả? Nem nướng Nha Trang vậy. Nha Trang hả? Nói gì Nha Trang thì Nha Trang thôi. Ninh Hòa gì Nha Trang cũng gần nhau. Rồi xử đi. Xử đi, xử đi, xử đi. Xử đi. Xử đi mấy. Đây nè, xử đi. Đây, đi chén đây, đi chén đây. Đây, ba ấp đây à. Chụp đi, cứ đừng chạy xuống đây lẹ đi. Đi xuống đây chụp. Bởi nãy tôi kêu lấy cái ghế ngồi đó không chịu. Thôi bị chụp mấy tao. Nghêu gì? Nghêu hấp xả hả? Nắng, coi thử cái nghêu này bao nhiêu vậy nắng? Nghêu hả? Cái đó nghêu gì? Ủa sao hai cái đều cá vậy? Nghêu hấp xả gì nè? Nghêu cái cá mai, cái ừ, ừ. Sao nắng? Cái này khác, cái này khác. Khẽ, khẽ. Cái khác cá rồi. Cá quay cá. Bao nhiêu nắng? Cái cá mai, cái cá trích rồi. Trời ơi, sao mà lâu anh hé người nhiều, rồi? Nghêu nhiều, còn cái trang. Chi vậy? Không chắc tiền không? Đâu có, để lên làm bằng chứng năm nay và 10 năm sau, 5 năm sau á. Giá trị của món ăn một tô. Ông lạnh quá, băng lại để cho ta ăn được, ta chờ ông rồi. Thấy không? Đâu. Không cho ông ta ăn, quay quả. Quay lên kia đi, con ăn cái gỏi bên kia đi. Quay quả. Không ăn được. Hả? Người bắt cuộn kìa. Lẹ không? Ồ, cái thai đây chi lẹ ha. Cái này là gì, ốc nhồi vậy bé? Ốc cuộn hả trời? Ốc cuộn mỡ chài. Ồ, thay vì bò cuộn mỡ chài, ốc cuộn mỡ chài. Ừ. Đây, trời thái vậy đó. Ăn đi. Dẹp bàn hết đi. Cho ông không quay. Quay đi, nó không có tiền á. Tại sao tôi chưa đó. Đi. Cái này là đặc sản Nha Trang. Ông. Cái này nãy tôi gọi, nãy. Gọi cách thích ạ. À, này là ốc nướng tiêu phải không? Ốc nướng tiêu. Ốc bô. Ốc bô nướng tiêu gì nãy hay là xào tiêu gì không? Mấy Thôi đâu mà nó đang ngâm đi mẹ. Nhớ. Mấy người nó đang ngâm đi mẹ. Đó, có thể mua một bó hoa hồng là 2